Hello everyone, today Miss Như Ý will read the book The Farm for you. Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay cô Như Ý sẽ đọc cho các bạn nhỏ câu chuyện The Farm. The Farm có nghĩa là ở trang trại. The Pig, P-I-G, Pig. Pig, the pig là con heo. What is the pig doing? She is making a mess in the bedroom. Nó đang làm gì nhỉ? Nó đang making a mess in the bedroom. Bedroom là cái phòng ngủ nè. Nó đang quậy tưng bừng trong phòng ngủ. The hen, h-e-n, hen, h-e-n, hen, the hen. Là con gà mái. Gà trống thì mình có từ khác nha. What is she doing? Con gà mái đang làm gì? The hen is cooking. Cooking nè. Cooking. Con gà mái đang nấu ăn. And she's making a mess in the kitchen. Và nó cũng đang làm một đống bề bộn lộn xộn ở trong kitchen. Kitchen là nhà bếp ha. Kitchen. The goat. Goat, 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 the goat là con dê. What is the goat doing? Nó đang làm gì? The goat is making a mess in the storeroom. Thường cái tủ lạnh lớn này người ta để trong cái phòng chứa đồ á, để đây là đồ ăn dự trữ. The cow, 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 the cow. Là con bò. What is the cow doing? The cow is eating. Con bò đang ăn. Con bò đang ăn. And she's also making a mess in the dining room. Phòng ăn này. Nó cũng đang là một đống bề bộn ở trong phòng ăn. The duck. 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 The duck. Là con vịt. What is the duck doing? Con vịt đang làm gì? The duck is having a shower. Having a shower là đang tắm. The duck is making a mess in the bathroom also. Nó cũng đang quậy tưng bừng trong phòng tắm này. Bọt xà phòng thì bay khắp nơi, nước thì chảy tràn ra sàn. It's making a mess. Con nhớ nha, making a mess một đống bề bộn nha. The horse. Horse, the horse, con ngựa. What is the horse doing? The horse is eating popcorn and watching TV. Nó đang ăn vặt nè, nó đang ăn snack nè. Có vẻ giống như là popcorn nhưng mà không phải là popcorn, bắp rang à. Ăn cái gì đấy? Và watching TV là xem TV. Making a mess in the living room. Cũng tạo một đống bề bộn trong phòng khách. The farmer. Ở cái farm á, ở trang trại thì có farmer. Farmer là cái người nông dân, là cái người làm chủ này đó nè. He getting the broom. He get the broom là cầm cái chổi. And chase all of them out the house. Ông rượt tất cả mấy cái con animal này ra khỏi cái chỗ đó, cái nhà của ông, bởi vì nó quậy tưng bừng, nó quậy quá. The hen. Gà mái. The pig. Con heo. The cow, con bò. The horse, con ngựa. The duck, con vịt. The goat, con dê. Các bạn học một số từ này nhé. Is, the, big. Is, the, and big. Học ba chữ này, học thuộc ba từ này và tên của các nhân vật nhé. The end. See you again in the next story.